Ốc lá hương hay còn gọi là ốc mít, tên khoa học là Pila conica, là một loài ốc nước ngọt. Chúng được tìm thấy ở miền Nam Trung Quốc, Việt Nam, Lào và Campuchia. Tại Việt Nam, chúng phân bố nhiều ở vùng đồng bằng Bắc Bộ và Nam Bộ. Ốc lá hương có kích thước nhỏ hơn ốc bươu đen, nhưng đổi lại thịt ốc giòn và rất thơm. Với đặc tính thịt giòn và thơm nên ốc lá hương được chế biến thành một số món ăn rất ngon như ốc hấp xả, ốc hấp mẻ, ốc xào me, thịt ốc xào rau muống. Và còn rất nhiều món hấp dẫn khác được chế biến từ thịt ốc lá hương. Về đặc điểm, ốc lá hương có kích thước nhỏ hơn ốc bươu đen. 1 kg ốc thương phẩm từ 45 đến 60 con. Vỏ ốc màu xanh đen hoặc vàng đen. Có các đường cong chạy song song với các rãnh xoắn của ốc. Mài ốc cứng, rãnh xoắn của ốc cạn, không khoét sâu như ốc bươu vàng. Về môi trường sống, ốc lá hương sinh sống ở nơi ẩm thấp, ao hồ và ruộng nước, nơi có hàm lượng mùn bã hữu cơ cao, đa dạng thực vật thủy sinh như khoai nước, trong đuôi chó, rau muống, bèo tây, bèo cái, bèo hoa dâu, hoa súng. Về thức ăn, ốc lá hương thuộc nhóm ăn tạp, thức ăn trong tự nhiên gồm sinh vật phù du, rêu, tảo, thực vật thủy sinh và mùn bã hữu cơ. Về sinh sản, ốc lá hương cũng có phương thức sinh sản giống như ốc bươu đen, đó là đẻ trứng. Sau khi ốc bắt cặp và thụ tinh sẽ bắt đầu sinh sản từ 7 đến 10 ngày. Ốc lác sẽ đẻ trứng cách mặt nước từ 5 đến 10cm. Trứng ốc lác hương có kích thước nhỏ hơn rất nhiều so với ốc bươu. Trọng lượng một quả trứng dao động từ 3g đến 6g. Vì vậy, 1 kg trứng ốc lác hương có thể trên 200 trứng. Trứng ốc lác sau khi đẻ từ 2 đến 3 giờ cũng sẽ được thu vào ấp. Ấp trứng ốc lác cũng như ấp trứng ốc bươu đen cần ấp trong thùng xốp để giữ ẩm và nhiệt độ ổn định thì sẽ có tỷ lệ nở cao hơn khi để tự nhiên ngoài môi trường. Trứng ốc sẽ nở sau 15 đến 17 ngày ấp. 1 kg trứng ốc lá hương có thể nở ra trên 30.000 con giống. Con giống sau khi nở cũng được dưỡng trong mùng lưới và cho ăn các loại bèo. Cuối cùng là nuôi ốc lá hương. Nuôi ốc lá hương cũng giống như nuôi ốc bươu đen. Chúng ta cũng có thể tận dụng các ao hồ trong vườn để nuôi hoặc nuôi trên bể lót bạc. Thời gian nuôi cũng từ 3 tháng rưỡi đến 5 tháng. Sau 5 tháng nuôi ốc sẽ bắt đầu sinh sản. Do có thịt ngon hơn ốc bươu và thị trường đang rất hiếm, nên giá thương phẩm của ốc lác hương lúc nào cũng cao hơn ốc bươu từ 20 đến 30 nghìn đồng trên 1 kg. Rất cảm ơn bà con đã theo dõi video. Bà con nào cần con giống và trứng của ốc lác hương thì có thể liên hệ số hotline hoặc Zalo ở góc trái màn hình. Hẹn bà con ở các video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.